Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tà Phời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai vừa tổ chức lễ khởi công và khánh thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên đã phát động xây dựng được gần 400 công trình phần việc, gần 100 ý tưởng sáng tạo. Đặc biệt với sự đồng hành giúp đỡ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và một số doanh nghiệp trong tỉnh. Dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai sẽ tổ chức khởi công làm 25 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của xã Tà Phời, Hợp Thành, thành phố Lào Cai và xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, khánh thành 14 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo các xã Tà Phời, Hợp Thành, Thống Nhất, Cốc San với tổng kinh phí 1 tỷ 950 triệu đồng. Tại chương trình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đại diện các doanh nghiệp đã trao biển hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 20 hộ nghèo của xã Tà Phời với tổng kinh phí 1 tỷ đồng, trao biển hỗ trợ sinh kế cho 5 hộ nghèo thôn Xéo Tả 1 và thôn Lao Lý, xã Tà Phời với tổng trị giá 100 triệu đồng. Cùng với tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho vùng cao, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua tỉnh Lào Cai đã dành nhiều sự quan tâm tới công tác an sinh xã hội, đặc biệt là việc xóa nhà tạm, nhà ở dột nát cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2021 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 4.500 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng. Tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 148 nhà. Xây dựng nhà đại đoàn kết thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi một mái ấm được hoàn thiện là một cơ hội mới được trao cho người nghèo, giúp họ dần ổn định cuộc sống. Tại Liên hoan Làng Du lịch Cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2023 đang diễn ra tại tỉnh Hòa Bình, Làng Du lịch Cộng đồng xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên là địa phương đại diện Lào Cai tham gia liên hoan với nhiều hoạt động hấp dẫn, sản phẩm du lịch đặc sắc. Tại Liên hoan, Làng Du lịch Cộng đồng xã Nghĩa Đô tham gia trưng bày một gian hàng, giới thiệu các sản phẩm văn hóa du lịch, quà tặng lưu niệm, các sản phẩm OCOP của địa phương, các nghệ nhân trình diễn nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật hát then, đàn tính, hướng dẫn du khách và đại biểu trải nghiệm bóc vỏ quế. Đồng thời, đoàn còn tổ chức một số trò chơi dân gian trước gian hàng như đánh yến, trình diễn trang phục truyền thống và trưng bày triển lãm ảnh đẹp du lịch Bảo Yên. Tham gia Liên hoan Làng Du lịch Cộng đồng các dân tộc Tây Bắc mở rộng năm 2023 là cơ hội để Lào Cai nói chung, Làng Du lịch Cộng đồng Nghĩa Đô nói riêng, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, thúc đẩy các hoạt động quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương. Tại thành phố Lào Cai, tình trạng xây dựng vượt quá diện tích cấp phép, nhất là ở một số tuyến phố đã được quy hoạch làm lối thoát nạn, thoát hiểm, phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy còn diễn ra. Hiện chính quyền các địa phương đang tích cực tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm tự nguyện tháo dỡ. Ghi nhận tại phường Bắc Cường. Tại tổ 14 phường Bắc Cường, khu vực hai làn dân cư, đường Trần Thị Lan và Lê Thanh có trên 70 hộ gia đình sinh sống. Sau khi nhận được thông báo từ Ủy ban Nhân dân phường, tổ dân phố đã tuyên truyền đến người dân về việc tháo dỡ phần xây dựng không phép, trả lại không gian cho lối thoát hiểm. Phần lớn các hộ dân tự giác tháo dỡ, tuy nhiên vẫn còn một số hộ chưa tuân thủ. Giờ bước một như này thì muốn là bước hai làm sao là tạo thành một cái sân, một cái đường ở trong này, hoặc là tạo thành một cái sân chơi ở trong này. Nhưng mà em hy vọng là nếu như mà nhà em đã chấp hành thì em hy vọng là các nhà khác cũng nên chấp hành để cho nó đẹp, cho nó đều đúng, đủ và mọi người không phải bị tị nhau, cho nó công bằng. Tuy nhiên, tại hai đầu lối thoát nạn của khu vực này, đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho hai doanh nghiệp, gây lo lắng cho người dân nếu không may xảy ra hỏa hoạn. Thì chúng tôi được biết là đã cấp biển đỏ cho doanh nghiệp, cái đất này là đất 50 năm. Nhưng trong quá trình sử dụng bây giờ như thế là cũng đã lại cũng có biển đỏ cấp trồng chéo, tức là hai cái đầu bây giờ gần như là bịt kín. Nên là chúng dân ở đây chúng tôi là cũng cho cả họp lên phường rồi cho đến của thành phố, chúng tôi vẫn kiến nghị là phải có một lối để thoát ra ngoài. Báo cáo với lại Ủy ban dân thành phố và các phòng ban liên quan trên tinh thần là sẽ có được một cái tuyến đường rộng khoảng tầm tối thiểu là 3 mét để đi vào.
Hiện Ủy ban Nhân dân phường Bắc Cường đã vận động được 212 trên tổng số 316 hộ tại 19 tổ dân phố vi phạm đã tự tháo dỡ. Địa phương đang tiếp tục vận động các hộ còn lại tự tháo dỡ công trình vi phạm, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những hộ cố tình không chấp hành, đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn. Chiều ngày 18 tháng 11, Trường Trung học Phổ thông số 1 thành phố Lào Cai đã tổ chức chương trình công bố cuốn sách Lịch sử Trường Trung học Phổ thông số 1 thành phố Lào Cai giai đoạn 1961-2021. Cuốn sách lịch sử Trường Trung học Phổ thông số 1 thành phố Lào Cai là cuốn lịch sử về Trường Trung học Phổ thông đầu tiên của tỉnh Lào Cai. Sách được biên soạn công phu từ những tư liệu, góp ý của các đồng chí lãnh đạo, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, các cơ quan, tổ chức liên quan. Cấu trúc cuốn sách gồm 286 trang, nội dung được chia thành 5 chương, tái hiện một cách chân thực quá trình 60 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Cuốn sách này là nguồn tư liệu quan trọng để các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường hiểu rõ hơn về truyền thống, từ đó thêm nỗ lực cố gắng trong giảng dạy và học tập, viết tiếp truyền thống tự hào của Trường Trung học Phổ thông số 1 thành phố Lào Cai trong giai đoạn tới. Trường Trung học Cơ sở Kim Tân thành phố Lào Cai vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái thành lập và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trải qua 30 năm tái lập và phát triển, các thế hệ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường không ngừng nỗ lực phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của nhà trường. Với gần 30 khóa học, Trường Trung học Cơ sở Kim Tân đã đào tạo giảng dạy hơn 10.000 học sinh trong tỉnh. Những năm gần đây, trường luôn duy trì quy mô trên dưới 1.300 học sinh. Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 cùng nhiều bằng khen, giấy khen. Đây là nguồn cổ vũ động viên để thầy và trò tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đưa trường trở thành điểm sáng về chất lượng đào tạo của ngành giáo dục thành phố Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, hành trình đưa những trẻ sơ sinh sinh non bình an về bên vòng tay cha mẹ là cuộc chiến đầy cam go, thử thách và đầy tình yêu thương. Bởi đó chỉ là sự bắt đầu của cuộc đua do bệnh lý ở trẻ sinh non khá phức tạp, diễn biến nhanh. Và hành trình vượt qua thử thách của cháu bé Hoàng Khải Phong ở xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên đã viết thêm điều kỳ diệu cho cuộc sống. Đây là một em bé sinh cực non, tuổi thai 27 tuần, cân nặng 900 g, được sinh tại bệnh viện Bảo Yên, sau đó thì chuyển lên khoa sơ sinh trong cái tình trạng rất là nguy kịch. Bạn này thì đã được điều trị tích cực bằng đặt ống nội khí quản, thở theo máy, kháng sinh phối hợp, nuôi dưỡng tĩnh mạch, kết hợp với trăm phương pháp mà chăm sóc kangaroo. Quãng thời gian 46 ngày ở bệnh viện Sản Nhi thì kể ra thì có quá là nhiều câu chuyện. Hôm thì mất điện cũng rất là lo, có hôm thì các bác sĩ bảo là em ơi chuẩn bị khăn gói đi để về đi. Xong là cả nhà em lại gọi mẹ em này, rồi là chồng em lên tận nơi. Nhưng mà lên đến nơi thì cháu nó lại tỉnh. Xong là có những ngày thì có nghĩa là các bác sĩ cứ đưa các cháu ra ngoài cửa ấy. Thật sự là cũng không thể quên được, em cũng không thể quên được công ơn mà các bác sĩ giúp đỡ gia đình em trong suốt quãng thời gian đó. 1 cây, 2 cây, 1 nụ, 2 nụ, 1 hoa, 2 hoa. Khi nhận được cháu Phong vào trường thì là một trường hợp rất là đặc biệt, bởi vì cơ thể cháu so với các bạn khác thì nhỏ hơn. Và khi lên đến lớp 3 tuổi và hiện nay là cháu 4 tuổi thì cháu cũng rất là tham gia các cái hoạt động của lớp rất là nhiệt tình, và các cái hoạt động cùng với các bạn là tham gia đầy đủ. Cái lĩnh vực mà chăm sóc trẻ sinh non là một cái lĩnh vực mà rất là áp lực, bởi vì là chỉ cần một sai sót nhỏ thôi nó sẽ ảnh hưởng đến không phải chỉ riêng mỗi em bé mà sẽ là gánh nặng đối với cả gia đình và cả xã hội nữa. Và với mỗi một em bé thì chúng tôi luôn luôn cố gắng tìm ra cái phương pháp mà điều trị tối ưu nhất cho mỗi một em bé mà có thể phát triển được bình thường, khỏe mạnh. Đó là một cái niềm vui và động lực rất là lớn với chúng tôi. Là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Chuyển sang các tin tức trong nước đáng chú ý.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách có 3 phần, gồm 75 bài nói, bài viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc tại 63 tỉnh, thành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến trong cán bộ đảng viên, nhân dân và toàn hệ thống chính trị, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt đề án tổ chức năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 gắn với kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, là sự kiện văn hóa kinh tế xã hội tiêu biểu có quy mô quốc gia và tầm quốc tế. Năm du lịch sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như chương trình meeting, diễu binh, diễu hành và nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Lễ hội Hoa Ban năm 2024, Hội chợ Thương mại Quốc tế vùng Tây Bắc Điện Biên năm 2024. Các lễ hội và ngày hội văn hóa các dân tộc, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên. Thông qua sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch Điện Biên, góp phần cùng địa phương hoàn thành mục tiêu đón 1,3 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu du lịch đạt 2.200 tỷ đồng trong năm 2024. Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam cho biết, ước tính lượng gà sống nhập tiểu ngạch, nhập lậu qua biên giới lên tới 200.000 đến 250.000 tấn mỗi năm. Đây là con số không hề nhỏ. Trong vài tháng qua, hơn 30 vụ vận chuyển con giống gia cầm nhập lậu đã bị ngăn chặn, tiêu hủy hơn 100.000 con giống gà, vịt, các loại. Không chỉ thiệt hại kinh tế hàng trăm tỷ mỗi năm, mà sự lây lan dịch bệnh có thể gây hậu quả giết chết ngành chăn nuôi trong nước. Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương có biên giới tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, gia súc, sản phẩm động vật qua biên giới, ngăn chặn hành vi hợp thức hóa nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật và chứng thư kiểm dịch động vật. Trong sự kiện diễn ra tại Đại học Stanford, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc đã cam kết hợp tác về chuỗi cung ứng năng lượng sạch, điện toán lượng tử và các công nghệ đổi mới khác. Hai nhà lãnh đạo đều cho rằng hợp tác khoa học và công nghệ sẽ là trọng tâm trong việc xây dựng mối quan hệ song phương. Tổng thống Hàn Quốc khẳng định việc phát triển hợp tác phải diễn ra với các quốc gia có giá trị chung. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác cả an ninh và công nghệ giữa các đồng minh và các quốc gia có cùng chí hướng. Ông cũng mong muốn cùng Hàn Quốc công bố mạng lưới cung cấp chung về nhiên liệu trung hòa carbon như hydro và ammoniac. Đây là nỗ lực mới nhất của hai nước láng giềng châu Á nhằm cải thiện mối quan hệ, trước khi hai bên triển khai các nỗ lực hàn gắn mối quan hệ song phương trong năm nay. Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định, Liên minh châu Âu-EU luôn ủng hộ giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Palestine. Tuyên bố được bà đưa ra khi bàn giao lô hàng viện trợ nhân đạo cho tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Ai Cập để chuyển tới người dân Palestine tại giải Gaza. Trước đó, phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà tại Cairo, Chủ tịch EC cho biết hai bên đã thảo luận về khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Gaza và giải pháp hai nhà nước trong bối cảnh xung đột giữa Israel-Hamas leo thang. Bà cũng cho biết, kể từ khi xung đột nổ ra, EU đã tăng viện trợ nhân đạo cho Gaza lên 100 triệu euro và tổ chức hàng chục chuyến bay đưa hàng viện trợ tới người dân khu vực này. Bên cạnh đó, người đứng đầu Ủy ban châu Âu cũng bày tỏ phản đối việc cưỡng bức di rời người Palestine tại giải Gaza. Ngày 18 tháng 11, đội tìm kiếm cứu nạn Ấn Độ đã phải tạm dừng chiến dịch giải cứu công nhân mắc kẹt trong đường hầm đường cao tốc bị sập từ cuối tuần trước do trục trặc máy khoan và nguy cơ đất đá tiếp tục sụt lún. Văn phòng Quản lý Thiên tai Ấn Độ trước đó cho biết số người mắc kẹt trong vụ sập đường hầm là 41 người. Hiện những người này vẫn an toàn, được cung cấp thực phẩm, nước uống và oxy qua một đường ống. Liên lạc cũng được duy trì qua bộ đàm. Hiện chưa rõ nguyên nhân sập đường hầm, song khu vực này thường xuyên xảy ra lở đất, động đất và lũ lụt. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, khoảng 50 đến 60 người đang làm việc ở hiện trường. Những người ở gần cửa hầm đã kịp thoát ra ngoài.
Giới chức Bolivia cho biết cháy rừng đang lan rộng tại 3 trong số 9 khu vực của nước này, gây thiệt hại đối với hàng nghìn hecta rừng, hoa màu và đồng cỏ. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân đốt rừng để trồng trọt. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực dập tắt các đám cháy và khắc phục hậu quả của các vụ cháy rừng. Trước đó, cơ quan giám sát rừng và đất, kiểm soát xã hội của Bolivia đã kêu gọi phạt tù từ 4 đến 10 năm đối với những người bị kết tội gây cháy rừng. Mức phạt hiện nay đối với tội danh này là 2 năm tù, song có thể lên đến 3 đến 8 năm tù khi hỏa hoạn ảnh hưởng đến những khu vực được bảo vệ. Theo số liệu của chính phủ Bolivia, trong năm nay hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 2 triệu hecta đất tại Bolivia. Năm ngoái, con số này là hơn 4 triệu hecta đất. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự 9:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.